Xin chào tất cả các em. Cô xin tự giới thiệu, tên của cô là Trần Thị Hồng Hạnh. Hiện là giáo viên dạy lớp 5C của trường tiểu học Lê Lợi thuộc thành phố Long Xuyên, An Giang. Đầu tiên thì cho cô gửi đến các em lời chúc sức khỏe. Các em ạ, hiện giờ thì chúng ta đang ở trong cái giai đoạn là bình thường. Như vậy thì cô có một số nhắc nhở các em để đảm bảo sức khỏe khi các em hòa nhập vào cộng đồng trong giai đoạn bình thường mới. Thứ nhất là về sức khỏe, các em sẽ trang bị cho mình một sức khỏe thật tốt về ăn uống đủ chất, về tăng cường thể dục thể thao. Thứ hai là thực hiện tốt thông điệp 5K, đặc biệt là các em đeo khẩu trang khi ra đường, khi đến trường hoặc là đến nơi công cộng nha các em. Đồng thời chúng ta chú ý tới cái khâu là khử khuẩn. Để chuẩn bị tốt cho cái tiết học ngày hôm nay thì cô mời các em mang sách, rồi vở, vở nháp, viết thước, chúng ta để kế bên để chúng ta ngồi học nha. Đầu tiên chúng ta sẽ phần khởi động. Trong phần khởi động này, chúng ta sẽ thực hiện một số nhiệm vụ sau. Cô mời các em đọc cho cô cái nội dung bài tập số 1. Một người đi bộ trong 4 giờ được 20,8 km. Hỏi vận tốc người đi bộ là bao nhiêu? Bài này yêu cầu chúng ta làm gì đấy các em? Đó chính là tính vận tốc của người đi bộ. Vậy thì cô mời các em làm bài này vào vở nháp trong vòng 3 phút. Đây, cô mời một bạn nêu cho cô kết quả. Rồi, cảm ơn con. Vận tốc của người đi bộ là 20,8. Là quãng đường chia cho thời gian là 4. Vậy chúng ta ra là 5,2 km trên giờ. Cô nhận thấy là bạn đã nêu kết quả đúng. Cô mời các em đối chiếu kết quả của bài làm mình. Cô mời các em sang bài tập tiếp theo. Một ô tô đi quãng đường 125 km mất thời gian 2 giờ 30 phút. Tính vận tốc của ô tô đó. Như vậy thì bài này cũng yêu cầu chúng ta tính cái gì các em? Đó chính là tính vận tốc của ô tô. Khi chúng ta biết được quãng đường, biết được thời gian. Nhưng trong bài này cô lưu ý các em, đó là thời gian người ta cho mình hai đơn vị. Vậy thì muốn tính được chúng ta cần làm gì? Đó chính là chúng ta sẽ đổi đơn vị đo thời gian 2 giờ 30 phút ra đơn vị đó là giờ, đó là bằng 2,5 giờ. Sau khi có quãng đường, có thời gian, cô mời các em tính vận tốc của ô tô vào vở nháp trong vòng 3 phút. Đây, cô mời các em nêu cho cô kết quả của bài này. Đúng rồi. Vận tốc của ô tô là 125 chia cho 2,5 bằng 50 km trên giờ. Bài này đã thực hiện đúng hết các em. Cô mời các em đối chiếu với bài làm của mình. Nếu bạn nào làm đúng hết hai bài này thì cô có lời khen các em đã vận dụng được công thức tính vận tốc của một chuyển động đều. Còn bạn nào thực hiện chưa đúng, còn thiếu sót thì cô mời các em xem lại coi mình sai chỗ nào để mình sửa bài nha các em. Vậy thì qua phần khởi động này giúp cho chúng ta ôn lại kiến thức gì nè? Đúng rồi, đó chính là tính vận tốc của một chuyển động đều. Vậy thì bạn nào nhắc lại cho cô, muốn tính vận tốc của một chuyển động đều ta làm sao? Đúng rồi các em, muốn tính vận tốc của một chuyển động đều, ta lấy quãng đường chia cho thời gian. Đây là quy tắc. Thì cô mời các em nhẩm vào để mình nhớ cái quy tắc này. Vậy thì cái công thức tính vận tốc là như thế nào? Cô mời các em nêu cho cô công thức tính vận tốc của một chuyển động đều. Đó chính là V bằng S chia T.
Thì đây là cái công thức chúng ta tính vận tốc của một chuyển động, thì chúng ta cần biết được quãng đường, biết được thời gian thì chúng ta sẽ tìm được vận tốc. Thì qua cái phần mà chúng ta khởi động thì cô nhận thấy chúng ta cũng vận dụng được cái kiến thức là tính vận tốc của một chuyển động đều. Chúng ta sang bài mới. Hôm nay chúng ta cũng tiếp tục vận dụng cái công thức tính vận tốc của một chuyển động đều qua bài luyện tập. Vậy thì sau bài học này chúng ta cần làm được gì hay là nhiệm vụ cần đạt là gì? Thứ nhất, đó là tính vận tốc của một chuyển động đều. Thứ hai là chúng ta thực hành tính vận tốc theo các đơn vị đo khác nhau. Và chúng ta sẽ làm được bài tập số 1, số 2 và số 3 ở trang 139 và 140. Các em rõ nhiệm vụ của mình ngày hôm nay chưa nè? Nếu các em rõ rồi thì cô mời các em ghi tựa bài vào. Chú ý cho cô cái tư thế ngồi viết nha. Rồi chữ viết phải cẩn thận nắn nót nha. Cô mời các em đi vào phần luyện tập. Rồi. Ở đây cô có bài tập số 1. Bài tập số 1 này là nằm ở trong sách giáo khoa trang 139. Rồi cô mời các em đọc đề và xác định yêu cầu của đề bài. Đề bài cho biết gì? Một con đà điểu khi cần thiết có thể chạy được 5.250 mét trong 5 phút. Hãy tính vận tốc của con đà điểu. Cô mời các em xác định đề, sau đó chúng ta sẽ thực hiện tóm tắt. Đây, vậy thì bài này yêu cầu chúng ta làm gì để các em? Đó chính là tính vận tốc chạy của con đà điểu. Như vậy thì muốn tính vận tốc chạy của con đà điểu như thế nào? Thì các em liên hệ lại cái phần mà chúng ta vừa khởi động, cái cách tính vận tốc của một chuyển động. Để các em thực hiện bài này. Cô mời các em làm vào vở vở toán của mình ha các em. Trong vòng khoảng 4 phút, sau đó chúng ta sẽ sửa bài. Thời gian làm bài của các em bắt đầu. Bạn nào làm xong thì cô mời các em kiểm tra lại. Sau đó chúng ta chuẩn bị sửa bài nha. Một bạn nêu cho cô cái bài giải. Rồi, đây là kết quả của bài giải này. Nhận xét giùm cô xem coi bạn đã thực hiện đúng chưa nè. Cô cũng đồng tình với ý kiến ha. Bạn đã thực hiện đúng. Cô mời các em đối chiếu lại với bài của mình nè. Và cô khen những bạn nào mà chúng ta làm bài tốt, bài tập số 1 này ha. Vậy thì qua bài 1 này giúp cho chúng ta ôn lại kiến thức gì các em? Đúng rồi, đó là tính vận tốc của một chuyển động đều. Như vậy thì muốn tính vận tốc của một chuyển động đều thì ta sẽ lấy quãng đường chia cho thời gian. Như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục vận dụng cái công thức tính vận tốc này vào bài tập tiếp theo. Đó chính là bài tập số 2. Mời các em nêu cho cô bài tập số 2 ở trang 140. Đó chính là viết vào ô trống theo mẫu. Ở đây người ta cho sẵn một cái bài. Người ta cho mình viết được quãng đường, biết thời gian và yêu cầu tính vận tốc. Ở đây cái mẫu bài đầu tiên là quãng đường là 130 km, đi trong khoảng thời gian là 4 giờ. Vậy thì vận tốc sẽ là lấy quãng đường chia cho thời gian, được vận tốc là 32,5 km trên giờ. Như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục vận dụng công thức tính vận tốc để làm 3 bài còn lại. Các em sẽ thực hiện kỹ năng tính toán ở ngoài vở nhé.
Sau đó các em sẽ điền kết quả bằng bút chì vào sách giáo khoa. Trong vòng khoảng 3 phút, các em rõ nhiệm vụ của bài số 2 này chưa nè? Cô mời các em làm bài trong vòng 3 phút bắt đầu. Thời gian làm bài cũng hết rồi. Cô mời các em sẽ nêu kết quả. Cô mời một bạn nêu cho cô bài đầu tiên. Quãng đường là 147 km, thời gian đi trong 3 giờ. Vậy thì vận tốc của cái chuyển động này sẽ là bao nhiêu? Mời con. Rồi, cảm ơn con. Kết quả sẽ là 49 km/h. Cô nhận thấy rằng bạn đã thực hiện tính vận tốc đúng rồi ha. Bài thứ hai, với quãng đường dài 210 m và thời gian là đi trong 6 giây, vậy vận tốc sẽ là bao nhiêu? Cô mời một bạn nêu kết quả cho cô. Cảm ơn con. Vậy thì vận tốc sẽ là 35 m/s. Bài cuối cùng, quãng đường đi được là 1014 m và đi trong khoảng thời gian 13 phút. Vậy thì vận tốc sẽ là bao nhiêu? Cô mời một bạn nêu kết quả cho cô nè. Rồi, cảm ơn con. Sẽ là 78 m/s. Như vậy thì các em thấy khi chúng ta tính vận tốc thì có lúc đơn vị của vận tốc là km/h, rồi có lúc đơn vị của vận tốc là m/s, rồi m/s. Như vậy sẽ tùy thuộc vào cái quãng đường và cái thời gian. Nếu quãng đường người ta cho là km và thời gian là giờ thì đơn vị của vận tốc sẽ là km/h. Còn nếu như người ta cho quãng đường là mét, thời gian là giây thì vận tốc đơn vị sẽ là m/s. Rồi đơn vị cho mét là quãng đường thì thời gian là phút thì vận tốc đơn vị của nó sẽ là mét trên phút. Đó là những cái đơn vị khác nhau của vận tốc. Khi mà người ta cho biết thời gian, cho biết quãng đường như thế nào thì chúng ta sẽ ra cái vận tốc và cái đơn vị kèm theo sẽ phù hợp với cái quãng đường với cái thời gian đó nha các em. Cô mời các em đối chiếu lại bài làm của mình. Cô mời chúng ta sẽ tiếp tục vận dụng cái kiến thức đó là tính vận tốc của một chuyển động. Sang bài tập số 3. Ngài cô mời tất cả các em đọc cho cô bài tập số 3. Đọc xong các em xác định đề. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào giải quyết bài này ha. Bài 3. Quãng đường AB dài 25 km, trên đường đi từ A đến B, một người đi bộ 5 km rồi tiếp tục đi ô tô trong nửa giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô. Với bài này thì cô sẽ tiến hành tóm tắt bằng độ dài. Cô xin lỗi, độ dài đoạn thẳng nha. Cô mời các em nhìn lên. Đây là quãng đường AB. Quãng đường AB này dài bao nhiêu các em? Đúng rồi, dài 25 km. Và một người này đi bộ từ A đến B được 5 km. Thì từ A đến một cái đoạn thẳng là 5 km. Rồi, người này tiếp tục đi nửa giờ thì đến B. Và cái đoạn đường đi tiếp tục bằng ô tô thì cô tạm gọi là cái quãng đường CB. Vậy thì đây là cái quãng đường CB.
và đi trong khoảng thời gian nửa giờ thì đến bê. Vậy thì muốn tính vận tốc của ô tô này thì chúng ta cần biết gì nè? Đó chính là biết được quãng đường người này đi. Mà quãng đường người này đi bằng ô tô chính là quãng đường CB. Mà quãng đường CB chúng ta chưa biết là bao nhiêu. Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành đi đi tìm. Cô sẽ mời các em nhìn vào cái phần tóm tắt của cô. Quãng đường CB mình chưa biết là bao nhiêu. Và cái thời gian đi từ C đến B đi bằng ô tô là mất nửa giờ. Vậy thì người ta yêu cầu tính vận tốc. Mà muốn tính vận tốc thì chúng ta phải biết được điều kiện nào nữa nè. Đó chính là quãng đường. Như vậy thì chúng ta sẽ đi tìm quãng đường, sau đó chúng ta sẽ tính vận tốc của ô tô. Cô mời các em làm bài này vào vở toán trường ha. Vào vở toán của mình trong vòng khoảng 4 phút. Rồi thời gian làm bài bắt đầu. Chú ý cho cô cái tư thế ngồi viết, rồi chữ viết phải cẩn thận nắn nót nha các bạn. Rồi, cô mời các em chuẩn bị chúng ta sửa bài. Cô mời một bạn trình bày bài giải của mình. Rồi, đầu tiên là tìm quãng đường người ấy đi ô tô. Lấy cả quãng đường AB trừ cho cái quãng đường người đó đi bộ là 5 km, còn lại 20 km. Sau đó tìm vận tốc, lấy quãng đường chia thời gian bằng 40 km/h đáp số. Rồi cô mời một bạn nhận xét cái phần trình bày của bạn. Bạn đã làm đúng rồi ha, cô cũng thống nhất với kết quả này. Cô mời tất cả các em đối chiếu bài làm trên bảng của bạn so với bài làm của mình. Cô khen những bạn nào chúng ta đã làm bài đúng ha. Còn bạn nào có sai thì chúng ta sửa lại. Em nãy giờ thì chúng ta đã thực hiện luyện tập 3 bài tập. Vậy thì qua 3 bài này, các em đã được luyện tập hay là được ôn lại những kiến thức nào? Đúng rồi, đó chính là tính vận tốc của một chuyển động đều. Vậy thì bạn nào nhắc lại cho cô, muốn tính vận tốc của một chuyển động đều ta làm sao? Cảm ơn con. Muốn tính vận tốc của một chuyển động đều ta lấy quãng đường chia cho thời gian. Các em nhớ cái quy tắc cho cô ha. Để chuẩn bị tốt cho bài sau thì chúng ta phải thuộc cái quy tắc này. Nó sẽ là cái nền tảng để chúng ta học tiếp. Cái bài tiếp theo đó là tính quãng đường. Cảm ơn các em đã thực hiện cùng với cô một cái tiết học. Rồi cuối cùng thì cô chúc các em là chăm ngoan, học giỏi và có một cái sức khỏe thật là tốt. Chào các em.